5 cách đơn giản giúp gan của bạn khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Thứ nhất đó là hạn chế sử dụng rượu bia. Khi mà anh chị hạn chế sử dụng rượu bia gần như là cái cách để bảo vệ gan của chúng ta một cách toàn diện nhất. Rượu bia thì nó có liên quan đến những cái bệnh lý như là gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan và ung thư gan. Thứ hai đó là duy trì cân nặng khỏe mạnh. Thừa cân, béo phì là nguyên nhân dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa. Nhiều bằng chứng nghiên cứu nhận thấy rằng khi chúng ta giảm cân được thì sẽ giúp chúng ta giảm men gan cũng như là giảm cái tình trạng viêm gan rất là tốt. Thứ ba đó là tập thể dục thường xuyên, nó sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa bệnh tật, trong đó có bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa, ví dụ như là gan nhiễm mỡ hoặc là đái tháo đường type 2. Thứ tư đó là bổ sung đủ kali. Khi mà chúng ta bổ sung đủ lượng kali hàng ngày là khoảng 4.700mg trên ngày ấy, thì sẽ giúp chúng ta ổn định huyết áp, giảm lượng cholesterol máu xấu cũng như hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch. Các cái loại thực phẩm chứa nhiều kali như là chuối, bông cải xanh, trái bơ, dưa hấu. Và cuối cùng thứ 6 là ly nước từ thảo dược minh nguyệt này. Cái thành phần của nó rất là tuyệt vời luôn. Ví dụ như là cà gai leo, diệp hạ châu, xạ đen, lồng đèn, mướp đắng rừng, vỏ bưởi, lá đơn. Nó sẽ hỗ trợ các cái vấn đề về mỡ máu, gan mỡ, men gan cao, viêm gan hay là phục hồi chức năng gan rất là hiệu quả. Nó sẽ giúp đưa các cái chỉ số gan mỡ, máu mỡ về cái mức bình thường luôn đó anh chị. Đặc biệt là những người nào mà hay bị ngứa rồi sử dụng những cái này tầm tuần thôi là hiệu quả vô cùng luôn. Và khi mà chúng ta sử dụng khoảng 1 tháng thì chúng ta đi đo lường lại những cái chỉ số thì chúng ta sẽ thấy kết quả rất là tuyệt vời anh chị nhá. Anh chị nào mà muốn sử dụng để cải thiện cái vấn đề của mình thì hãy qua bên phần giỏ hàng của Trang để đặt dùng. Hoặc là nếu như anh chị nào mà mình cần hỏi thêm về cái thảo dược này ấy, thì chúng ta có thể hỏi Trang ở phần dưới của video này, Trang sẽ đồng hành cùng với anh chị. Anh chị nhá, Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.